Xin kính chào tất cả quý anh chị và khách hàng đã quay trở lại với kênh Toyota Daily. Em là Toàn, nhân viên tư vấn bán hàng của nhà đại lý Toyota. Xin lỗi quý anh chị vì thời gian qua kênh Toyota Daily đã có một sự trục trặc nhẹ kỹ thuật về kênh, cho nên là không có cập nhật cho quý anh chị được ở thời điểm tháng 3 năm 2023, một thời điểm mà có rất nhiều điều hời, có rất nhiều cái giá khủng mà kênh Toyota Daily gặp trục trặc, cho nên là không có cập nhật để quay cho quý anh chị được. Và ngày hôm nay kênh Toyota Daily đã hoạt động lại bình thường, và cảm ơn quý anh chị đã xuyên suốt thời gian qua để ủng hộ kênh, và mong rằng khi mà kênh Toyota Daily quay trở lại, quý anh chị cũng sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật cho mình những cái giá lăn bánh, những cái chương trình khuyến mại, những cái dòng xe thay đổi của nhà Toyota một cách kịp thời nhất. Ngày hôm nay Toyota Daily sẽ mang đến cho quý anh chị Toyota Rush 1.8V 2022. Sở dĩ hôm nay mang đến cho quý anh chị phiên bản 2022 vì mẫu xe này đang khuyến mại và giảm giá cực kỳ khủng luôn. Những quý anh chị đang có nhu cầu tham khảo mẫu xe này mà lỡ tham khảo 2023 rồi, xem clip của em đi. Giá 2022 và 2023 chênh lệch rất nhiều, tặng phụ kiện rất khủng. Khi mà quý anh chị mua những mẫu xe này tiết kiệm được rất nhiều tiền ở thời điểm hiện tại, đặc biệt là nền kinh tế đang khó khăn, đồng tiền quý khách hàng kiếm ra rất là khó, chúng ta xoay tiền và nên là giữ tiền trong mình và nên tiết kiệm khi mà chúng ta mua những cái chiếc ô tô này. Vì mẫu xe 2022 và 2023 không có sự khác biệt gì về ngoại thất, nội thất cũng như lốp sành vẫn được giữ nguyên, nhưng mà mức giá lăn bánh rất khác biệt luôn. Và khác biệt như thế nào, xin mời quý anh chị tham khảo cùng em. Và trước khi đến phần báo giá lăn bánh và chương trình khuyến mãi, xin mời quý anh chị một lần nữa nhìn ngắm lại những vẻ đẹp, những trang bị nội thất, những tính năng option có trên phiên bản Toyota Rush 1.8V. Rồi sau đó Toyota Daily sẽ cập nhật cho quý anh chị sự khác biệt rất lớn về dòng tiền, giá lăn bánh của những mẫu xe 2022 và 2023. Xin mời quý anh chị tham khảo cùng em ngay bây giờ. Với nền tảng khung gầm mới, kích thước của Toyota Corolla Atis được thay đổi kích thước dài, rộng, cao lần lượt là 4630, 1780, 1455mm. Chiều dài cơ sở giữ nguyên so với bản tiền nhiệm là 2700mm. Corolla Atis thế hệ thứ 12 được chia sẻ trên nền tảng khung gầm TNGA hoàn toàn mới của Toyota. Phiên bản Atis 1.8e sẽ bị khai tử và cách đặt tên các phiên bản tương tự với mẫu SUV Corolla Rush, Atis 1.8G, Atis 1.8V và Atis 1.8HV. Sự đổi mới trên Corolla Atis 2022 đã xuất hiện ngay ở phần đầu xe, với cụm lưới tản nhiệt được mở rộng và thiết kế sang trọng hơn, đi cùng các chi tiết mạ chrome nổi bật. Phong cách này mang đến cảm giác quen thuộc cho người xem khi phần đầu có khá tương đồng với Camry hoặc là các dòng Lexus hạng sang. Phía trên lưới tản nhiệt là logo xe Toyota 3D mới được thiết kế lại, có thể phát sáng vào ban đêm hoặc khi có đèn rọi vào. Bên cạnh đó, Toyota còn tinh tế trang trí thêm hai đường mạ chrome sang trọng mở rộng sang hai bên, tạo thiện cảm với khách hàng khi mua xe. Trên nắp capo còn xuất hiện những đường gân dập nổi, càng tăng thêm sự khỏe khoắn cho chiếc xe sedan hạng C. Cụm đèn led trước mang phong cách mới so với thế hệ cũ khi được thiết kế hình chữ Z cách điệu ôm về hai bên, tạo ra ánh nhìn sắc sảo cho phần đầu xe. Hốc đèn sương mù bên dưới thiết kế sở hữu chữ C dạng ngược, góc cạnh được mạ chrome viền ngoài trong hầm hố và mạnh mẽ hơn hẳn. Bước sang thân xe Toyota Atis 2022, bạn dễ dàng nhìn thấy bộ mâm 17 inch làm bằng hợp kim, kết hợp hai màu trắng đen, năm đa chéo kép rất thể thao. Thân xe không sử dụng quá nhiều đường gập nổi nhằm mang đến vẻ bề ngoài thanh thoát truyền thống của những chiếc sedan 5 chỗ. Gương chiếu hậu cùng màu thân xe có thể gập, chỉnh điện và tích hợp bóng led báo rẽ. Tay nắm cửa và viền cửa sổ trên sáng bóng trở thành điểm nhấn cho khu vực thân xe. Ở đuôi xe, cặp đèn hậu led cũng sở hữu những đường nét thiết kế thanh mảnh và kết nối với nhau bởi dải chrome. Cản sau thiết kế mô phỏng hình chữ C ở hai phần đầu tương tự như cản trước. Đuôi xe đầy đặn khi không sử dụng quá nhiều đường gập nổi. Phía dưới vẫn là hai đèn phản quang hai bên, ống xả đơn đặt bên phải. Cụm đèn và cản sau được tinh chỉnh mới theo dạng thiết kế nổi khối, mang đến sự bề thế cho Corolla Atis 2022. Trong đó, cụm đèn hậu hình chữ L trang bị bóng led kết hợp với đường chỉ mạ chrome nối liền hai bóng. Đặc biệt, cản sau được thiết kế với hai góc chữ C, tạo sự thống nhất và hài hòa với cản trước. Toyota Atis 1.8V sở hữu kích thước tổng thể lớn cùng chiều dài cơ sở là 2700mm đã tạo nên một không gian nội thất khá rộng rãi, thoáng đãng cho người sử dụng. Bảng táp lô, bảng điều khiển được thiết kế chỉnh chu, đi kèm thiết kế chi tiết da, mạ chrome sang trọng. Vô lăng của Atis 1.8V dạng 3 chấu bọc da, trang bị nhiều phím bấm tiện ích cho cả hai bên. Điểm khác biệt ở thế hệ mới so với bản cũ là xuất hiện thêm đường mạ chrome xung quanh mặt vô lăng, tạo nét thể thao và cá tính bên trong khoang lái. Phiên bản 1.8V được trang bị đồng hồ kỹ thuật số 7 inch. Bên cạnh đó, phiên bản 1.8V sở hữu màn hình 9 inch, kết nối điện thoại không dây, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, Android Auto, kết nối điện thoại không dây và điều hòa hai vùng độc lập. Ghế ngồi trên cả 3 phiên bản đều được bọc da, riêng ghế lái có khả năng chỉnh điện 10 hướng với thiết kế ôm trọn người lái, giúp mang đến trải nghiệm thoải mái trong suốt hành trình di chuyển. Hàng ghế sau trang bị đầy đủ hai tựa đầu
cùng khoảng chữ chân rộng rãi và dây đai an toàn. Ngoài ra, vị trí này còn xuất hiện bệ tỳ tai kết hợp khay đựng ly. Xe còn được trang bị cửa sổ gió điều hòa, thành thang ngược, viền mạ chrome, phanh tay điện tử được trang bị tiêu chuẩn trên phiên bản 1.8V. Corolla Atis 1.8V 2022 là mẫu xe tiếp theo được Toyota trang bị hệ thống an toàn toàn cầu Toyota Safety Sense thế hệ thứ 2, bao gồm các tính năng an toàn và hỗ trợ người lái tiên tiến như cảnh báo tiền va chạm, điều khiển hành trình chủ động, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo lệch làn đường, đèn chiếu xa tự động. Kính thưa quý anh chị, vừa rồi là những điểm nổi bật cũng như là trang thiết bị có trên Toyota Rush 1.8V 2022, và nhắc lại một lần nữa cho quý anh chị đang xem video clip này. Xe 2022 và 2023 đối với Toyota Rush 1.8V chúng ta không có sự thay đổi và không có sự nâng cấp nào cả. Với giá niêm yết là 765 triệu đồng để mẫu xe này lăn bánh ở thời điểm này tháng 4 năm 2023, quý anh chị cần phải có các chi phí như sau. Thứ nhất, thuế trước bạ 10% tương đương 76 triệu 500. Ngoài ra quý anh chị có xem phí biển số Hồ Chí Minh là 20 triệu, nếu anh chị ở tỉnh huyện sẽ là 1 triệu. Các chi phí bắt buộc cần phải có nữa như là bảo hiểm dân sự, phí đường bộ, lệ phí đăng kiểm, ba khoản chi phí nào đó tầm khoảng từ 2 đến 3 triệu đồng nữa. Sau khi cộng hết tất cả các chi phí lăn bánh bắt buộc phải có thì quý anh chị lăn bánh ở mẫu xe này ở thời điểm tháng 4 năm 2023 thì sẽ là tại Hồ Chí Minh thì sẽ là 818 triệu đồng. Nếu mà quý anh chị lăn bánh ở tỉnh huyện là 799 triệu đồng. Hiện tại mức giá lăn bánh này em vừa báo cho quý anh chị đang rất hấp dẫn ở thời điểm hiện tại luôn. Giá xe 765, lăn bánh tỉnh chỉ 799, trong khi thuế là 76 triệu. Thì quý anh chị chỉ mất đâu đó tầm khoảng là 34 triệu để lăn bánh, và quý anh chị có hết tất cả thuế trước bạ, đăng kiểm, đăng ký, rồi bảo hiểm nhân sự, rồi phí đường bộ có hết tất cả. Chỉ thêm có 34 triệu để lăn bánh mẫu xe này ở thời điểm tháng 4 năm 2023. Quá rẻ, quá hấp dẫn. Chưa dừng ở đó đâu, khi mà quý anh chị liên hệ kênh, quý anh chị còn sẽ được một mức giá lăn bánh hấp dẫn hơn. Kèm theo đó là tặng kèm cho quý anh chị nhiều phụ kiện cơ bản trang bị full theo xe để quý anh chị có thể phục vụ được nhu cầu mục đích sử dụng của mình, có thể là gia đình hoặc là kinh doanh. Ở thời điểm tháng 4 này, hãy liên hệ kênh qua số hotline phía bên dưới màn hình để biết thêm về giá lăn bánh chi tiết tại nơi mà quý anh chị ở. Và chỉ cần 223 triệu đồng là quý anh chị có thể sở hữu ngay mẫu xe này ở thời điểm tháng 4 với hình thức trả góp, và kênh sẽ hỗ trợ cho quý anh chị với hai gói lãi suất. Gói thứ nhất hỗ trợ cố định cho quý anh chị thời gian vay 1 năm với lãi suất mỗi tháng chỉ từ 0.99% một tháng. Gói thứ hai hỗ trợ cho quý anh chị, quý khách hàng có thể sao kê lương và chứng minh thu nhập thì sẽ hỗ trợ cho quý anh chị cố định xuyên suốt thời gian vay là 3 năm với lãi suất mỗi tháng chỉ từ 0.9% một tháng. Hai gói mà em vừa báo cho quý anh chị thì đều có thể vay được lên đến là 7 năm và vay được tối đa là 80% giá trị xe. Kính thưa quý anh chị, với giá niêm yết 765 và mức giá lăn bánh như mà em đã báo cho quý anh chị thì quý anh chị sẽ lựa chọn mẫu xe nào? 2022 hay là 2023? Thì quý anh chị hãy để lại bình luận phía dưới hoặc là liên hệ kênh khuyến mãi Toyota nếu quý anh chị còn thắc mắc về giá lăn bánh hay là ngân hàng. Hay là quý anh chị thắc mắc về thủ tục mua xe, thủ tục vay ngân hàng bao gồm những gì thì hãy liên hệ kênh để được hỗ trợ một cách chi tiết nhất. Nếu mà quý anh chị đang muốn tham khảo một phiên bản khác hoặc cái màu khác của Toyota Rush 1.8V, hãy để lại bình luận phía bên dưới để kênh hỗ trợ cho quý anh chị bằng cách quay clip để đăng lên rồi ủng hộ để cho quý anh chị xem và xem xét để dễ dàng cân đối mua xe hơn. Thì bản thân em thấy màu xám xanh của Toyota Rush 1.8V này là một cái màu rất là đẹp, rất là phù hợp với giới trẻ như tụi em. Ngoài ra xe còn có rất nhiều màu, thì không biết nào quý anh chị đang xem video clip này, quý anh chị đang thích màu nào của xe, có thể để lại kênh biết được ý kiến của quý anh chị dưới phần bình luận phía bên dưới. Nếu mà quý anh chị đang muốn tham khảo một phiên bản khác, một dòng xe khác của nhà Toyota thì hãy liên hệ kênh khuyến mãi Toyota hoặc bình luận phía bên dưới để được hỗ trợ. Còn bây giờ nếu mà cảm thấy video clip này hay và hữu ích thì hãy like và đăng ký. Hãy đăng ký kênh để cập nhật được khi mà kênh ra những cái clip mới cập nhật về chương trình khuyến mãi về giá thì quý anh chị được nhận thông báo và xem kịp thời để quý anh chị cập nhật liên tục về cái mức giá lăn bánh, vì mỗi tháng mỗi tuần sẽ có một cái chương trình khuyến mãi khác nhau. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị video kế tiếp.